Xin mời quý vị theo dõi một trận thi đấu bóng chuyền hơi nữ trong khuôn khổ giải Tiền Miền Bắc, thi đấu tại sân hội người cao tuổi thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Mang áo màu xanh sậm, sọc đỏ vàng, thi đấu bên phần sân gần phía màn hình theo dõi là đội đến từ thành phố Thái Nguyên, Hoàng Văn Thụ. Áo màu xanh nhạt ở phía phần sân đối diện là chị em đến từ tỉnh Bắc Giang. Ở hiệp 1 của trận đấu này thì đội Thái Nguyên được quyền phát bóng trước, trận đấu bắt đầu. Một pha đá bóng rất mạnh của đội Thái Nguyên. Vâng, đội Bắc Giang đã chạm lưới, điểm số cho Thái Nguyên 1-0. Lại một pha phát bóng mạnh nữa, điểm cho Thái Nguyên 2-0. Hai đội phòng thủ rất là chắc chắn với những pha cứu bóng, những pha bỏ nhỏ liên tục. Vâng, trọng tài đã bắt lỗi của đội Thái Nguyên, điểm cho Bắc Giang 2-1. Bỏ nhỏ rất nhanh. Đập bóng mạnh của Thái Nguyên, đội Bắc Giang thì chắn bóng rất là tốt, pha bóng kéo rất là dài. Tay chạm lưới, điểm cho Thái Nguyên 3-1. Bỏ nhỏ rất hay, điểm cho Thái Nguyên 4-1. Đập bóng ngoài sân, điểm cho Bắc Giang 4-2. Một pha bỏ nhỏ rất hay nữa của đội Thái Nguyên, điểm cho Thái Nguyên 5-2. Một pha đá bóng của bên Bắc Giang nhưng mà bóng không qua lưới, điểm cho Thái Nguyên 6-2.
đập bóng ngoài sân, điểm cho Thái Nguyên 7-2. Lại một pha đập bóng không qua lưới của đội Bắc Giang, điểm cho Thái Nguyên 8-2. Hiện nay thì chênh lệch giữa Thái Nguyên và Bắc Giang đã là 8 điểm rồi. Đập bóng rất mạnh. Lại một pha bỏ nhỏ rất hay của đội Thái Nguyên, điểm số 9-2 nghiêng về Thái Nguyên. Đập bóng rất mạnh, điểm số cho Thái Nguyên 10-2. Bóng ngoài sân, điểm số cho Thái Nguyên 11-2. Như vậy thì đội Thái Nguyên đã lên điểm số 11, trong khi đó đội Bắc Giang vẫn là 2 điểm. Đội Bắc Giang xin hội ý lần thứ nhất. Quý vị đang xem thi đấu bóng chuyền hơi trên kênh Sport and Art. Nếu quý vị thấy trận đấu hay thì xin nhấn like cũng như chia sẻ video để giúp kênh ngày càng phát triển. Và đừng quên nhấn vào đăng ký và để lại những lời bình luận ở bên dưới của video. Xin cảm ơn. Trận đấu lại tiếp tục. Điểm số hiện tại Thái Nguyên 11, Bắc Giang 2. Lại một pha bỏ nhỏ nữa. Liên tục có những pha bỏ nhỏ. Một pha đập bóng rất mạnh của chị em Thái Nguyên, điểm số 12-2. Trọng tài đã bắt lỗi đội Bắc Giang, điểm số cho Thái Nguyên 13-2. Một pha chắn bóng tốt của Thái Nguyên, điểm số 14-2. Chúng ta có thể thấy được là chị em Thái Nguyên đang áp đảo các chị em ở bên Bắc Giang. Một pha đánh bóng tấn công ở trong vạch 2m, điểm số cho Bắc Giang 14-3. Lại một pha đập bóng rất mạnh của bên chị em Thái Nguyên, điểm số cho Thái Nguyên 15-3. Lại một pha bỏ nhỏ rất hay, điểm số cho Thái Nguyên 16-3. Đập bóng rất mạnh, điểm số cho Bắc Giang 4-16. Thank you.
Một pha lỗi không hiểu ý đồng đội, điểm số cho Bắc Giang 5-16. Điểm số cho Bắc Giang 6-16. Lại một pha đập bóng mạnh nữa của Thái Nguyên. Điểm số cho Thái Nguyên 17-6. Chấn bóng tốt. Điểm số cho Thái Nguyên 18-6. Một pha bóng một chạm rất tinh tế của bên Bắc Giang. Điểm số cho Bắc Giang 7-18. Một pha đập bóng rất mạnh, bóng ở ngoài sân. Điểm số cho Bắc Giang 8-18. Lại một pha đập bóng mạnh nữa của bên Thái Nguyên. Điểm số cho Thái Nguyên 19-8. Một pha bỏ nhỏ rất hay. Điểm số cho Thái Nguyên 20-8. Một pha không hiểu ý. Điểm số cho Thái Nguyên 21-8. Như vậy thì hiệp 1 kết thúc với tỷ số 21-8 nghiêng về đội Thái Nguyên. Xin mời quý vị đón xem hiệp 2 ở video tiếp theo.